Tìm hiểu về các sân vận động tại World Cup 2022 phần 1. Đầu tiên là sân vận động Al Samama nằm cách thủ đô Doha 12 km về phía nam. Thiết kế của sân vận động này được lấy ý tưởng từ chiếc nón Gafia truyền thống. Ngoài về thiết kế thì khu vực xung quanh sân vận động Al Samama là quần thể kiến trúc sinh thái đạt chuẩn 4 sao theo hệ thống đánh giá bền vững toàn cầu GSAS về cả thiết kế và xây dựng. 84% diện tích thuộc sân là mảng xanh, diện tích công viên lên đến 50.000 m2. So với sân vận động thông thường, Al Samama tiết kiệm hơn 40% lượng nước vì sử dụng nước tái chế để tưới cho các mảng xanh. Sân vận động này được đưa vào hoạt động vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Vị trí số 2 là sân vận động Al Zainab, được khởi công vào năm 2014 tại Al Wadqa, là một trong những nơi có nền văn hóa lâu đời ở phía nam Doha. Thiết kế của sân vận động Al Zainab được lấy ý tưởng từ hình tượng ngọc trai và nghề đánh bắt cá truyền thống của người dân địa phương. Sân vận động 40.000 chỗ ngồi này chính thức đi vào sử dụng vào ngày 16 tháng 5 năm 2019. Sau World Cup 2022, sức chứa của sân vận động này sẽ được giảm xuống còn 20.000 chỗ ngồi. Vị trí số 3 là sân vận động Al Pai, lấy cảm hứng từ những chiếc lều du mục truyền thống. Sân vận động Al Pai có sức chứa 60.000 chỗ ngồi nằm ở phía bắc thành phố Angkor. Thiết kế của sân vận động Al Pai dù tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nhưng cũng không kém phần hiện đại. Tầng trên của khán đài sân vận động được thiết kế theo kiểu module có thể tháo rời. Sau World Cup phần này thì sẽ được chuyển cho các quốc gia đang phát triển cần các cơ sở hạ tầng về thể thao. Sân vận động này được khánh thành vào đúng ngày thể thao quốc gia Qatar là ngày 11 tháng 2 năm 2020. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là sân vận động Ahmad bin Ali nằm ở thành phố Al Rayyan. Sân vận động Ahmad bin Ali có thiết kế kết hợp với các biểu tượng văn hóa truyền thống của Qatar. Một trong những đặc điểm thiết kế chính của công trình này là mặt tiền nhấp nhô được làm bằng các hoa văn đặc trưng của từng vùng miền, có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi. Sân vận động này có mái che và hệ thống làm mát tiên tiến nhất để đảm bảo sự thoải mái. Sân vận động Ahmad bin Ali được khánh thành vào tháng 12 năm 2020.